Thưa có phết đấy chứ. Vâng. Ở đâu to nhất nhà? Thơ thì phải đương nhiên là to nhất nhà còn gì nữa. À đâu, vẫn có thỏ à? Có thỏ để bao nhiêu? Thỏ 3,5 con, 3,7 con. Đúng nhỉ? Ê thôi, chả nữa đi, ăn cơm chạy ngay đi. Tưởng vẫn tết tâm lắm. Vâng, thế thôi. Để cho ăn gì. Người khổ lắm. Có cái hai bàn này khác nhau. Hai bàn khác nhau mà. Kia là còn muốn không? Mua con ghẹ, con tôm. Mua bò à. Con mực. Có cá sủ. Tôm một con, còn đây ăn đắt hay là 400 em? 400, có cá sủ. Còn kia 120 thôi. 120 400 có cá sủ, còn 120 có cá xong. À không được. Đúng rồi. À u nấu lên treo với. Cái đấy ổn. Ổn. Ổn.